Sáng nay tại thành phố Thanh Hóa, Trung tâm đào tạo xúc tiến du lịch Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai giảng đào tạo nghiệp vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Trong thời gian 7 ngày, hơn 50 học viên sẽ được giảng viên đến từ Trung tâm tư vấn đào tạo dịch vụ xúc tiến du lịch thuộc hiệp hội du lịch Việt Nam chia sẻ các nội dung vận hành trực tiếp cùng nhà hàng, đào tạo bán hàng và quản lý, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ phục vụ, nghiệp vụ bar. Đặc biệt tham gia lớp học, các học viên sẽ được thực hành cầm tay chỉ việc cụ thể để có thể làm việc ngay sau khóa học. Đây cũng là công tác chuẩn bị nguồn nhân lực để phục vụ mùa du lịch cao điểm của Thanh Hóa năm 2024.